Với 4 chương trình đào tạo vừa được công nhận đạt chuẩn AUNQA, mạng lưới trường đại học Đông Nam Á từ năm 2019 đến nay, Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục là trường đại học ngoài công lập có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn chất lượng. Theo đó, 4 chương trình đào tạo là kế toán, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật ô tô. Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện đánh giá theo bộ tiêu chuẩn này. Ngoài ra, trường Nguyễn Tất Thành cũng vừa có thêm 2 chương trình đào tạo là ngành công nghệ thông tin, trình độ thạc sĩ và ngành kiến trúc, trình độ đại học đạt. Mới đây, trường này tiếp tục được tổ chức xếp hạng QS đánh giá 4 sao và là trường ngoài công lập duy nhất hiện nay đạt chuẩn 5 sao theo định hướng ứng dụng.